Đây chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc. Quý vị khán thính giả thân mến, không biết từ bao giờ âm nhạc đã đến với con người, hiện hữu trong đời sống như một giá trị tinh thần vô giá. Để có những cung bậc ngọt ngào ấy, người nhạc sĩ đã đem hết cảm xúc phổ vào những cung đàn nguyên điệu, trải tơ lòng mình trên phím nhạc, và từ đó để lại cho đời những nhạc phẩm mà chúng tôi tin tưởng rằng sẽ còn sống mãi với thời gian. Xin mời quý vị cùng chúng tôi bước vào thế giới của tơ lòng trên phím nhạc qua sự diễn đọc của nhóm thực hiện chương trình Hồng Phong, Phi Anh và Phi Vân. Nhóm thực hiện chương trình xin có vài lời thông báo gửi đến quý vị. Chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc là chương trình hoàn toàn vô vụ lợi, được thực hiện do tinh thần yêu mến âm nhạc và muốn lưu giữ lại những tài sản tinh thần quý báu trong lĩnh vực âm nhạc Việt Nam. Chúng tôi không hề nhận tiền từ YouTube. Nếu có quảng cáo nào xuất hiện trong chương trình là do YouTube đã tự ý đưa vào, và số tiền thu được từ quảng cáo ấy, họ sẽ dùng một phần để trả tiền tác quyền cho những người nhạc sĩ có chủ quyền trên ca khúc, và đó là chuyện ở ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Xin quý vị hiểu và thông cảm cho chuyện quảng cáo ấy, vì ít nhiều nó cũng làm gián đoạn sự tập trung thưởng thức chương trình của mọi người. Chân thành cảm ơn. Nhóm thực hiện chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc xin gửi lời chào mừng đến toàn thể quý vị đã trở lại với chương trình. Hôm nay là chương trình thứ 182, và đầu tiên vẫn là những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả mọi người. Ước mong quý vị sẽ luôn có sức khỏe dồi dào, bình an, hạnh phúc và cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp như ý. Chương trình hôm nay là chương trình thứ tư dành cho dòng nhạc tình của nhạc sĩ Khánh Băng. Và cũng bắt đầu từ chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ xin phép giới thiệu đến quý vị những sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng với khuynh hướng tình ca của ông. Xin mời quý vị cùng đồng hành với nhóm thực hiện chương trình để bước vào với chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 182 cùng chủ đề Tình Ca Khánh Băng, phần thứ nhất. Mùa xuân về hoa thắm, xanh thẳm sắc trời thu, đông nhẹ trải sương mù, hạ sang mùa rộn rã, gió lùa xào xác lá, cánh phượng hồng nhẹ bay. Đó là một vài câu thơ trích đoạn từ thi phẩm Bốn Mùa Yêu Thương của tác giả Bằng Lăng Tím mà chúng tôi tìm thấy trên mạng, có nội dung và ca từ thật đẹp, ngợi ca vẻ đẹp của bốn mùa đối với một người đang yêu và được yêu. Thế nhưng, cũng với những hình ảnh rực rỡ xinh đẹp của bốn mùa ấy, trong dòng nhạc tình mở đầu cho chương trình Tình Ca Khánh Băng hôm nay có tựa đề Bốn Mùa Thương Nhớ, cùng với nội dung chất chứa tràn ngập những nỗi nhớ nhung, nuối tiếc cho một cuộc tình đã qua. Đây là một sáng tác phải nói là có giai điệu khá lạ lùng của nhạc sĩ Khánh Băng. Bởi thoạt nghe âm hưởng của ca khúc, chúng ta sẽ dễ dàng liên tưởng ngay đến những đoạn khúc thường được trình diễn bởi những nghệ sĩ hồ quảng trong những tuồng cải lương hồ quảng ngày xưa. Có lẽ cũng chính vì thế mà Bốn Mùa Thương Nhớ thường được chọn và trình bày bởi những ca sĩ ít nhiều có liên quan đến ngành cổ nhạc Việt Nam như Tài Linh, Đình Văn, Ngọc Huyền, v.v. Gần như không có một bản ghi âm nào của các ca sĩ chuyên hát tân nhạc, cho dù là những giọng hát thiên về dòng nhạc thời trang. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị Bốn Mùa Thương Nhớ của nhạc sĩ Khánh Băng với tiếng hát của Chế Thành và Ngọc Huyền. Có nhớ gì không? Đèn ước duyên tơ hồng, hương tình đang thắm nồng, sầu thương ướp mộng trời lạnh giá đêm đông.
bên nhau thuở xưa, mùa thu đôi tim ngất ngây, bầu trời vầng trăng sáng soi là mây. Nhưng ta đâu có hay thời gian bao nhiêu đổi thay, cuộc tình tàn theo lá vàng bay. Nhìn cánh hoa phương rơi, nghe tiếng ve gọi đàn, ơn tình xưa lỡ làm đời sao bé bàng, mong ước đi mộng trời lạnh giá đêm đông. Nhìn cánh mai vàng tươi, lòng nhớ thương một người. Ơi biệt ly não nề, cầm tay nhau ước thề rằng xuân sẽ quay về. Bên nhau thuở xưa, mùa thu đôi tim ngất ngây, bầu trời vầng trăng sáng soi là mây. Nhưng ta đâu có hay thời gian bao nhiêu đổi thay, cuộc tình tàn theo lá vàng bay. Nhìn cánh hoa thương rơi, nghe tiếng ve gọi đàn, ơn tình xưa lỡ làng, đời sao bé bàng, mộng ước ly tan. Ơn tình xưa lỡ làng, đời sao bé bàng, mộng ước. Với tiết tấu vui nhộn, Hoàng tử trong mơ của nhạc sĩ Khánh Băng là một bài tình ca của những người trẻ tuổi khi bắt đầu biết mơ mộng. Có lẽ người con gái nào cũng dệt những ước mơ tương lai, và trong tương lai ấy có bóng dáng một chàng trai. Với những suy tư của tuổi mới lớn, cuộc đời phía trước trong mơ ước là một cuộc đời tươi hồng cùng một tình yêu ngọt ngào tuyệt vời. Tình yêu ấy sẽ là một tình yêu dài lâu, nồng thắm. Và chàng trai đến trong cuộc đời sẽ là một chàng trai. Như thế nào để có thể chinh phục được tình cảm của tâm hồn thiếu nữ và xứng đáng được gọi là hoàng tử trong mơ? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe tâm sự và ước mơ của một người con gái khi bắt đầu bước vào lứa tuổi mộng mơ, để xem những tiêu chuẩn nào cô đã đưa ra khi chọn cho mình một hoàng tử trong mơ. Nhạc phẩm sẽ được trình bày bằng tiếng hát của nữ ca sĩ Connie Kim. I'm
Tiếp tục với dòng nhạc tình Khánh Băng sẽ là nhạc phẩm có tựa đề Trung Tình. Đây cũng là một trong những sáng tác có thể nói không được phổ biến lắm trong số những sáng tác của Khánh Băng. Theo nhận xét chủ quan của chúng tôi, thì dường như hầu hết những ca khúc được viết theo chủ đề nhạc thời trang của Khánh Băng đa số đều không được phổ biến rộng rãi lắm trong giới yêu nhạc. Có lẽ bởi vì khi nhắc đến Khánh Băng, người ta sẽ nghĩ nhiều đến những bản kích động nhạc vốn là sở trường của ông. Còn việc ông sáng tác nhạc thời trang theo thị hiếu của quần chúng chỉ có tính cách giai đoạn và là một phương tiện giúp ông mưu sinh trong cuộc sống mà thôi. Rất nhiều những nhạc phẩm theo thể loại này của Khánh Băng đã được sáng tác mà lại không sử dụng thể điệu bolero, một thể điệu đặc trưng cho dòng nhạc thời trang. Và vì thế, những sáng tác ấy của ông, mặc dù có nội dung của dòng nhạc tình thời trang, nhưng âm hưởng lại khác đi rất nhiều và khó thu hút được giới thính giả yêu dòng nhạc ấy. Trung Tình cũng là một trong số những bản tình ca đó sẽ được ca sĩ Hoàng Lan gửi đến quý vị để tiếp nối với dòng nhạc tình của nhạc sĩ Khánh Băng trong chương trình hôm nay. Đưa đón chờ mong đường đi lối về, ngày nào mình không thấy nhau bồn chồn vào ra u ê, tròn đêm mình ta thao thức cơn mê. Ai đã từng say bằng men tình ai, giây phút gần nhau ngàn năm nhớ hoài. Tình đầu đẹp như chóng phai, bùi ngùi sau một kiếp mai, duyên số cam đành chưa trách chi tại ai. Khi yêu nào cần chi đâu, ngây ngất mùi hương những mong, mong ước thề nguyện gắn bó cuộc sống thần tiên hẹn hò. Thơ ngây vội vàng tung bay, xuân sắc tàn úa một ngày, ngọn lửa tình càng bốc cháy, bụi cát phong trần là đây. Thôi nhé người ơi đừng nên lừa dối, theo bóng hoàng hôn thời gian mất rồi, còn gì tình anh với tôi, dòng lệ nào cay đắng môi, hai chữ chung tình có bấy nhiêu mà thôi. Bằng men tình ai,
giây phút gần nhau ngàn năm nhớ hoài. Tình đầu đẹp nhưng chóng phai, mùi mùi sâu một ít mai, duyên số cam đành chưa trách chi tại ai. Khi yêu nào cần chi đâu, ngây ngất mùi hương nhiễm màu, mong ước thề nguyện gắn bó, cuộc sống thần tiên hiền hò. Thơ ngây vội vàng tung bay, xuân sắc tàn úa một ngày, ngọn lửa tình càng bốc cháy, vui cát phong trần là đây. Thôi nhé người ơi đừng nên lừa dối, theo bóng hoàng hôn thời gian mất rồi. Còn gì tình anh với tôi, dòng lệ nào cay đắng mùi, hay chứ chung tình có bấy nhiêu mà thôi. Còn gì tình anh với tôi, dòng lệ nào cay đắng mùi, hay chứ chung tình có bấy nhiêu mà thôi. Còn gì tình anh với tôi, dòng lệ nào cay đắng mùi, hay chứ chung tình có bấy nhiêu. Một trong những sáng tác có tiết tấu rất đặc biệt đó là nhạc phẩm có tên Có Nhớ Đêm Nào của nhạc sĩ Khánh Bằng. Có Nhớ Đêm Nào một thời rất phổ biến và được yêu mến. Nhạc phẩm bắt đầu bằng câu hỏi giản dị Có Nhớ Đêm Nào, đó là đêm của những người yêu nhau tìm đến bên nhau cùng say sưa với bao ý tình thắm thiết. Đó là một đêm của phút ban đầu gặp gỡ, để rồi sau đó là những ngọt ngào đổi trao những ước hẹn tương lai tưởng chừng ngàn kiếp vẫn không hề phai lạt. Hạnh phúc đến khi hai tâm hồn yêu nhau từ một đêm gặp gỡ, và cuộc đời đã trở thành một bài thơ tình tuyệt diệu. Tuấn Anh sẽ gửi đến cùng quý vị nhạc phẩm Có Nhớ Đêm Nào, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Bằng. Thank you.
Chỉ cần đọc tựa đề Cuộc tình nuối tiếc, chúng ta cũng có thể biết được nội dung chính của ca khúc. Thật vậy, nhạc sĩ Khánh Băng đã viết về tâm trạng tiếc nuối của một thiếu nữ khi cuộc tình tan vỡ. Đó chính là nội dung của nhạc phẩm này, khi cô đã cho đi rất nhiều và nhận lại chẳng được bao nhiêu. Có bao nhiêu người trong chúng ta đã không bao giờ nuối tiếc một cuộc tình? Chắc hẳn con số ấy rất là ít. Ai cũng đã từng có một mối tình đầu đẹp đẽ, nhưng không phải tình yêu đầu đời của ai cũng đều có một kết thúc tốt đẹp. Vì thế, những tâm tư ấy mới được viết và kể lại qua âm nhạc, thi văn. Và cũng vì thế mà những nhạc phẩm viết về tình yêu tan vỡ không bao giờ cạn chủ đề sáng tác. Trước khi mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Cuộc tình nuối tiếc của Khánh Băng với tiếng hát của nữ ca sĩ Lệ Thu, xin gửi đến đôi dòng thơ của Phạm Tâm trong thi phẩm có tựa đề Đã hết, là một bài thơ có cùng tâm trạng với nhạc phẩm của nhạc sĩ Khánh Băng như sau. Đã hết thật rồi phải không anh, từ nay dã biệt giấc mơ lành, đêm khuya gối lẻ dòng châu đẫm, bỗng thấy duyên mình đổi mong manh. Hết rồi còn chi để vấn vương, bờ môi lạnh giá má chẳng hường, đường xưa lối cũ giờ hoang vắng, quạnh tiếng thì thầm của người thương. Đường tình mình gặp nhau rồi thương mến, anh với tôi không xa rời, hai trái tim chung cuộc đời, mơ ước như cây liền cành, như suối vắng yêu rừng xanh. Nhưng rồi cuộc sống xa hoa, nẻo đời ngăn cách đôi ta. Hết rồi con đường bay xa, bay tìm, tìm một cánh hoa. Bài tàn xuân sắc tiêu điều, anh đã xa xa tôi rồi, anh đã quên quên lời thề, anh bỏ đi cho một người sâu cô đơn sâu nhân thế. Kiếp qua
mai tàn xuân sắp tiêu điều, anh đã xa xa tôi rồi, anh đã quên quên lời thề, anh bỏ đi cho một người sầu cô đơn sầu nhân thế. Sáng tác vào khoảng đầu thập niên 1960, Đôi ngã chia ly của nhạc sĩ Khánh Băng là nhạc phẩm rất phổ biến trong một thời gian dài. Theo một số nguồn tư liệu trên mạng thì nội dung nhạc phẩm là chính tâm sự của nhạc sĩ Khánh Băng viết cho người vợ của mình khi bà trong một lần giận ông đã trở về nhà cha mẹ. Với một tâm hồn nghệ sĩ, Khánh Băng đã có rất nhiều những người hâm mộ và không thể tránh khỏi những hiểu lầm cho người vợ hiền khi những người ngưỡng mộ là những bóng hồng trong cuộc đời của người nghệ sĩ. Chúng ta cũng có thể thấy được nội dung của Đôi ngã chia ly cũng giống như hầu hết những sáng tác được viết từ chính cảm xúc của người nhạc sĩ. Những tâm sự nỗi niềm ấy đều là tâm sự của biết bao đôi lứa. Khi yêu nhau, dù đang bên nhau, vẫn thường suy tư về một ngày. Ngày ấy nếu mộng không thành, để rồi đôi ngã chia ly. Do đó, nhạc phẩm đã để lại trong lòng người một nỗi bâng khuâng nhẹ nhàng, nhất là trong tâm hồn những người có cùng tâm sự. Anh ơi, có ngờ đâu rằng khúc nhạc chưa tàn mà vội xa cách. Anh ơi, đôi ngã biết tìm về đâu. Làm gì
mưa tàn mà vội xa cách em ơi, đôi ngả biết tìm về đâu. Tiếng hát của nam ca sĩ Duy Khánh vừa được gửi đến cùng quý vị khán thính giả nhạc phẩm Đôi Ngả Chia Ly. Sáng tác vào khoảng thập niên 70, nhạc phẩm Đôi Cánh Thiên Thần đã được nhạc sĩ Khánh Băng lấy ý tưởng từ binh chủng nhảy dù của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người từng một thời được mệnh danh là Thiên Thần Mũ Đỏ của quân đội. Thế nhưng, nội dung ca khúc chỉ đơn thuần là một sáng tác ca ngợi tình yêu, trong đó người trai đã ước mơ có được đôi cánh như thiên thần để chắp cánh bay tới người yêu, bay về một khung trời kỷ niệm dấu yêu ngày nào khi họ còn có nhau. Chúng tôi không tìm được những bản ghi âm của ca khúc này từ những ngày đầu tiên khi Khánh Bằng đã giới thiệu nó đến với giới yêu nhạc, nên không chắc rằng ông đã sử dụng thể điệu nhạc nào cho ca khúc. Chỉ có điều chắc chắn sẽ phải là một thể điệu khá nhanh vì đó là sở trường của nhạc sĩ Khánh Bằng trong lĩnh vực sáng tác. Với sự trẻ trung từ nội dung đến lời nhạc, ca khúc Đôi Cánh Thiên Thần đã được giới trẻ trong nước sau này vô cùng yêu thích, và từ đó họ đã hòa âm nhạc phẩm theo một phong cách mới, biến Đôi Cánh Thiên Thần thành một nhạc phẩm với thể điệu V-pop nóng bỏng. Đây là một thể điệu rất thịnh hành của giới trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện tại. Và nhờ có nội dung ca ngợi tình yêu cộng với ca từ dễ thương, nên Đôi Cánh Thiên Thần của nhạc sĩ Khánh Bằng đã dễ dàng hòa nhập với dòng nhạc này và trở thành một ca khúc vô cùng phổ biến trong nước cho thế hệ trẻ sau này. Đến độ nhiều người đã lầm tưởng đây là một nhạc phẩm được nhạc sĩ Khánh Bằng sáng tác sau năm 1975. Tiếng hát ca sĩ Caro Kim, một người chuyên trình bày những nhạc phẩm thuộc thể loại nhanh, sẽ gửi Đôi Cánh Thiên Thần của Khánh Bằng đến quý vị với lối hòa âm được coi là rất mới mẻ ấy. Đôi cánh thiên thần, đôi cánh, đôi cánh thiên thần, đôi cánh. Một đôi cánh thiên thần
trong cơn mơ tìm về bên người yêu ấy. Khi tâm tư ngọn lửa tình yêu bốc cháy và đốt tan hết duyên kiếp này, cho tôi xin mùi hương chén rượu đào, đôi môi em còn mùi son hồng trên áo. Nơi thiên thai từ đây không nghe tiếng sao, chỉ có ta ân tình đôi chào. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, anh đã biết anh yêu em từ lâu. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, tim em đã trao cho người yêu dấu. Trách chi nữa và đừng trách chi nữa, anh yêu hỡi dấu chi một câu. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, nào đó nơi năm xưa kỷ niệm đôi ta gặp gỡ, giờ cách xa em nào có hay. Say to me once again, talk to me like a true friend, let me know what's in your heart so I know that I can start loving you like I know I should, kissing you like I know I could, but please don't play with my emotion, 'cause you have all my devotion. Cho tôi xin một đôi cánh thiên thần, trong cơn mơ tìm về bên người yêu ấy. Khi tâm tư ngọn lửa tình yêu bốc cháy và đốt tan hết duyên kiếp này, cho tôi xin mùi hương chén rượu đào, đôi môi em còn mùi son hồng trên áo. Nơi thiên thai từ đây không nghe tiếng sao, chỉ có ta ân tình đôi chào. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, anh đã biết anh yêu em từ lâu. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, tim em đã trao cho người yêu dấu. Trách chi nữa và đừng trách chi nữa, anh yêu hỡi sao chỉ một câu. Nói chi nữa và đừng nói chi nữa, em đã quyết không xa rời nhau. Trong tâm tư làm sao quên được thương nhớ, đêm vơ vơ chỉ mình buồn đau anh hỡi, về với em cho trọn ước mơ. Cut to the chase, tell me now, I wanna be with you somehow. Take a real good look at me, love me till eternity. Come baby, come be mine tonight, let's do this, let's do it right. Say it to me once again, talk to me like a true friend. Em ơi đừng đến nữa là một sáng tác có nội dung buồn với những âm hưởng ray rứt thiết tha trong nhạc phẩm. Đó là những lời như năn nỉ van xin người yêu, thời gian bên nhau, thương nhau và yêu nhau đậm sâu đã hết, giờ chỉ còn lại là những trăn trở tiếc nuối cho cuộc tình đã qua. Tuy thế, vẫn xin người đừng lưu luyến, để lòng lại càng thêm nặng trĩu những sầu đau khi đường về ngăn chia thành hai lối. Đường về nhà em nở đầy hoa, tâm tình từ đây cách biệt xa. Tuy nỗi niềm của những người yêu nhau phải xa nhau, thì dường như sự lưu luyến vấn vương lại càng gây thêm nhiều đau khổ, càng kéo dài phút giây gặp mặt lại càng thêm sầu nhớ về sau. Chúng ta đã có dịp nghe nhạc sĩ Y Vân trong nhạc phẩm có tên Thôi cũng đã từng viết những câu dã biệt đầy thê thiết. Thôi em đừng tới nữa làm gì, đừng để lòng xe lại khúc yêu đương. Thôi em đừng tiếc, em đừng tiếc, đừng tiếc nữa, đừng để lòng anh trở lại kiếp u buồn. Và bây giờ xin gửi đến cùng quý vị khán thính giả nhạc phẩm Em ơi đừng đến nữa, một sáng tác của nhạc sĩ Khánh Băng với tiếng hát của nam ca sĩ Trường Vũ.
thương mỗi tình nghèo đẹp mấy câu. Thương ký tơ tầm đưa bao lâu, thương lá thư xanh sớm phai màu, thương mái tóc huyền này còn đâu. Về nhà em nở đầy hoa, tâm tình từ đây cách biệt xa, lối đi mờ gió lộng, bước chân tìm bên mộng, giang hồ một kiếp tìm thấy đâu. Em ơi đừng đến nữa, em ơi, em ơi đừng đến nữa. Em ơi xa nhau nhưng có đâu xa lòng, bên nhau chỉ xót xa mơ mộng, đã chẳng thể cùng chung hướng đi, đôi nẻo tâm tình chia hai lối. Thôi nhé em ơi đã xa vào mộng mà thôi. Ca khúc Chờ Người đã được nhạc sĩ Khánh Băng cho ra đời sau năm 1975, đó là vào khoảng giữa thập niên 90. Khi ấy, mắt ông đã bắt đầu dần dần bị mù do ảnh hưởng của chứng bệnh tiểu đường. Theo người con trai út của nhạc sĩ Khánh Băng kể lại, vào một buổi sáng nọ, hai cha con nhạc sĩ ra một quán cà phê gần nhà uống cà phê sáng. Lúc đó mắt của ông chỉ còn nhìn rõ khoảng 10%, nên ông không thể nào viết ra giấy được. Khánh Băng đã sử dụng một máy thu băng cầm tay, vừa uống cà phê, vừa suy nghĩ, đọc lời bài hát và thu âm lại. Chỗ nào không vừa ý lại xóa đi và thu lại. Gần 2 tiếng sau thì ông hoàn thành ca khúc Chờ Người. Sau đó, ông đã nhờ người con trai kẻ nhạc và ghi hợp âm giùm ông. Những hình ảnh trong bài hát như một người con gái
vần nón lá, bờ đê, vân vân. Tất cả những ý tưởng ấy, ông cho biết đã nhớ lại từ hình ảnh của quê nhà Bà Rịa Vũng Tàu, nơi ông sinh trưởng. Nội dung ca khúc rất gần với nhạc phẩm Hình Ảnh Người Em Không Đợi của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Ca khúc Chờ Người sau đó đã trở nên một hiện tượng trong một thời gian dài, với giọng hát của Như Quỳnh coi như đã được gắn liền với ca khúc ấy. Đứng nghiêng nghiêng vành nón lá, đường chiều bờ đê lối xưa kỷ niệm thiết tha. Lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa, mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng. Lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng, lời thề ước với anh chàng. Tình là tình cô đơn bãi tê gió lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng, và mỗi lần chim én đưa tin con đò sang sông, môi mắt em chờ mong. Sầu thương đã lỡ trách chi duyên tình giang dở, đời người con gái chỉ có một lần ước mơ. Nào ngờ tình yêu chắc chưa, tình đẹp là tình bơ vơ, chờ người đến bao giờ. Em thiết tha lòng nàng sao lưu luyến quá, hẹn hò một người đi xa, mà năm tháng đã dần qua. Chuyện tình chung thủy có em bên bờ sông vắng, ngày ngày ra đón biết đâu anh còn nhớ chăng. Lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo ánh nắng, lời thề ước với anh chàng. Tình là tình cô đơn tái tê gió lạnh mùa đông, ngọn đèn dầu chiếc bóng nơi cô phòng, và mỗi lần lỡ trách chi duyên tình giang dở, đời người con gái chỉ có một lần ước mơ. Nào ngờ tình yêu chắc chưa, tình đẹp là tình bơ vơ, chưa
tình đẹp là tình vơ vơ, chờ người đến bao giờ. Tương tự như những sáng tác với thể điệu kích động, nhạc phẩm Khi Đã Yêu Nhau đã được nhạc sĩ Khánh Băng sáng tác cho những đôi tình nhân còn trẻ trung vừa bước vào con đường tình yêu, với tiết tấu vui nhộn kết hợp cùng những ngôn từ âu yếm dí dỏm giữa hai người đang yêu. Khi Đã Yêu Nhau là bài ca tình yêu của tuổi thanh xuân, lúc cuộc đời đôi lứa vừa sắp sửa bắt đầu để có nhau và cùng nhau xây dựng tương lai. Chắc chắn để có được một cuộc sống bên nhau, việc đầu tiên là phải có một ngày cưới. Và khi đã yêu nhau thì không còn phân biệt sang hèn, giàu nghèo. Chỉ cần có tình yêu thì cuộc đời sẽ mãi là những ngày hạnh phúc đến trăm năm. Xin mời quý vị khán thính giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Khi Đã Yêu Nhau với sự trình bày của hai tiếng hát Thiên Kim và Thế Sơn. Gặp gỡ nhau chi rồi lại duyên dáng làm ngơ, sợ em làm quê mình chẳng dám nói, ngày đêm thờ thân nhớ em anh làm thơ. Thôi nhé anh ơi làm trai cớ gì mà lê mê, khi đã yêu nhau mà ngại hai tiếng cười chê. Người yêu của em nào yêu đến thế, giàu sang nghèo khó khăn chi em đừng lo. Nếu yêu nhau thì xin anh nhớ cho, yêu nhau thề yêu đến trăm cuộc đời, hạnh phúc trăm năm mà ai đâu dám là lời. Thì vui đầu năm mùa cưới sắp tới, dù sao mình cũng ham vui chịu chờ. Chỉ rồi lại duyên dáng làm ngơ, sợ em làm quê mình chẳng dám nói, ngày đêm thờ thân nhớ em anh làm thơ. Thôi nhé anh ơi làm trai cớ gì mà lê mê, khi đã yêu nhau mà ngại hai tiếng cười chê. Người yêu của em nào yêu đến thế, giàu sang nghèo khó khăn chi em đừng lo. Nếu yêu nhau thì xin anh nhớ cho, làm gì anh đắn đo mặt mày sao buồn xó. Ta đã yêu nhau thế yêu đến trăm cuộc đời, hạnh phúc trăm năm mà ai đâu dám là lời. Thì vui đầu năm mùa cưới sắp tới, dù sao mình cũng ham vui chịu trời. Thì vui đầu năm mùa cưới sắp tới, dù sao mình cũng ham vui chịu trời. Thì vui đầu năm mùa cưới sắp tới, dù sao mình cũng ham vui chịu trời. Vừa rồi là chương trình Tơ Lòng Trên Phím Nhạc kỳ thứ 182, giới thiệu nhạc sĩ Khánh Băng
và những nhạc phẩm có chủ đề. Xin chân thành cảm tạ sự tiếp tục theo dõi và ủng hộ chúng tôi trong việc sưu tầm, đúc kết cũng như phổ biến nhằm bảo tồn kho tàng âm nhạc Việt Nam. Sự hỗ trợ của quý vị từ khắp mọi nơi là một niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho nhóm thực hiện chương trình. Xin chia sẻ Tơ Lòng Trên Phím Nhạc đến với những người thân quen và đăng ký kênh cũng như để lại những lời bình luận. Xin thân mến chào tạm biệt quý vị khán thính giả nơi đây. Xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.